Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh nha. Trở lại ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 6, đúng tròn 1 tháng nha. Tát tên ông Nguyễn Đức Long vào đây. Thằng đạo diễn hết thời, mày vào đây nha, mày vào đây nhanh lên, tới ngày rồi, vào đây ngay và luôn đấy, vào đây đó. Chờ cái ngày này 1 tháng rồi cô chú anh chị, 1 tháng rồi. Tôi nhớ không lầm là đạo diễn hết thời này á là ngày mùng 5 tháng 5 ha, bây giờ tháng 6 đúng không? Mùng 5 tháng 6 tháng rồi, vừa tròn tháng luôn quý anh chị. Tôi nói nha, thấy không, cái lời nó nói nè, tôi nói nha, trong vòng 1 tháng nữa mà thằng Chí Cảnh á nó mà không bị bế á, tôi sẽ không làm người. Rồi bữa nay mày làm cái gì rồi? Làm con gì rồi? Ai cho anh đạo diễn làm con gì đây? Con gì đây? Anh đạo diễn muốn làm con gì? Anh làm đi, chứ hồi trưa tôi thấy anh trực tiếp gấp gì, vào đây gấp, cái này mới vào đây gấp nè. Vào đây lẹ lên đi, Chí Cảnh nó đợi ông kìa. Chí Cảnh nó nằm nó đợi ông kìa, ông vào lẹ đi ông đạo diễn đó. Cái thứ nói nhăn nói cụi ha, nói cho đã cái mồm mình đó. Tôi nói ông rồi, hết chuyện nghe ai nghe lời thằng thám tử Cao làm chi. Trời ơi, thằng đó nó ai nó không cho bắt, ai mà không bị bắt với nó đâu. Ai nó cũng cho phản động, ai nó cũng bắt được chứ. Nó hay lắm, thằng đó là tôi nể nó rồi đó. Trời ơi, hết chuyện rồi. Ông đạo diễn ơi, hết thời, đúng là hết thời thì người ta nói là đúng, đạo diễn hết thời, đúng chính xác. Đó, lên nghe một cái thằng dơ bẩn để gọi là binh theo nó. Đó, bây giờ ông làm cái con gì? Lẹ lên nè. Không làm con người làm con gì? Cái không? Cái cuộc đời ông làm con người, ông làm gì? Thằng Chí Cảnh nè, 1 tháng nữa nó mà không bị bế tôi sẽ không làm người. Tự nói với nhà chứ tôi không có gì nhét chữ vào họng ông à, nên nhớ là tự nhét tự nói thôi, không ai nhét chữ vào họng ông bây giờ á, không. Đạo diễn lên đạo diễn than bữa nay bận quá, do bận quá nhưng mà bữa nay chưa có thông tin nóng quá, phải vào gấp bà con ơi, vào gấp bà con, vào gấp đây để xem anh đạo diễn anh sẽ làm anh biến thành con gì nè, vào xem đi bà con, lẹ lên nha bà con ơi, anh đạo diễn anh chuẩn bị biến thành con gì rồi. Đó, tự dưng lên thề thốt cho cố vô đó. Bữa nay nghe nói là sấm sét nó cũng hơi nhiều, anh đạo diễn ra đường cẩn thận nha, thứ mà thề mà không làm dễ bị lắm nha anh. Tự dưng lên thề, trời ơi, tự dưng lên thề, câu chuyện tự dưng lên thề mình không làm người nữa. Một tháng nữa nó không bị bế tôi không làm người, không chính mồm anh nói luôn. Ấy gì, tại sao cái nghề nghiệp của anh mà nó đi xuống là phải rồi, nó xuống dốc là phải rồi, không ai dám chơi chung anh là phải rồi. Bởi vì anh nói xạo không à, anh nói anh đâu có làm đâu mà người ta chơi, đúng không? Một cái người đạo diễn, một cái người già đầu bạc rồi, đúng không? Nhưng mà cái hơi bị yếu đó, đầu bạc nhưng bị yếu nha, đó, đầu bạc rồi nhưng bị yếu, đúng không? Cuối cùng không giữ lời hứa, ai đâu mà chơi nữa đó. Trời ơi, lên nói chị Lon như thế này, chị Lon như thế kia, coi bản thân của anh coi, anh coi là anh đẹp chưa. Trời ơi, thấy mặt của anh thiệt chứ tôi không ưa nổi. Anh làm con gì anh thực hiện lẹ đi nghe, chứ không ấy để tôi ngày nào tôi cũng nhắc à, mệt à. Ai mà được ngày nào tôi ghéo rội tên á là người đó hơi mệt nha cô chú chị. Tôi ghéo tôi gọi hoài luôn, gọi quỷ gì đó. Gọi nào mệt thôi, gọi nào gọi là phải làm theo thôi. Đó, anh làm gì anh sủa vài tiếng tôi nghe coi. Lên sủa đây đạo diễn, sủa vài tiếng nghe chơi coi. Đó, sủa vài tiếng rồi nghe chứ. Bây giờ mình tự nhiên mình nói mình không làm người nữa thì mình làm con gì? Anh muốn làm con gì anh làm đúng y tiếng con đó đi rồi tôi tha nha, rồi tôi tha cho anh đó, chứ không ấy là tôi nhắc hoài à. Cái này tự miệng anh nói à chứ tôi không nói à. Cả khán giả ở đây chắc người ta theo dõi câu chuyện này một tháng nay thôi, nhớ lại cái clip đó là tôi nói mà đúng không? Không tin thì coi lại cái clip ngày 4 tháng 5 nha. Đó, tôi cho ông qua mấy tiếng đồng hồ đó để có ông thực hiện lời hứa chưa đó, nhưng mà ông không có thực hiện. Trời ơi, thằng già nói chuyện không giữ lời. Cái thằng già này nói chuyện không giữ lời nha bà con. Ai có làm ăn gì tránh thằng già này ra nghe. Thằng già này là thằng già dịch, nó nói chuyện không giữ lời, đúng không? Người ta nói chuyện giữ lời đàng hoàng, còn thằng già này thằng già dịch, già láo cá, già láo xạo à, nói chuyện không giữ lời. Ê, già đầu nói chuyện không giữ lời với nít kìa. Ơi, ông già đầu rồi, nói chuyện không giữ lời, không biết nhột còn trường cái mặt lên like. Gấp bà con ơi vô đây. Trời ơi, nguyên một đống bò, lũ ốc bò, vào nghe chứ ai mà nghe, thứ mà nói không chuyện giữ lời. Tôi không nói thì thôi chứ tôi nói thì tôi giữ lời à. Không, thứ mà lên mà thề thốt này kia rồi á, tôi giữ lời lắm à. Đó, còn anh đạo diễn thì thôi, anh không đâu dám giữ lời. Toàn nói ba xạo không à, nghe theo lời thám tử lên, nói xạo để là vu khống cho Hồng Loan, à, vu khống cho chị Loan.
vô khống vô Chí Cảnh rồi ha. Chí Cảnh nó không đòi ông như tôi đòi đó, bởi vì tôi là người là bắt ông ngay tại trận mà ông nói ông không làm người mà đó. Rồi để coi tháng à, tháng qua rồi mà cái đơn không thấy nữa, bắt cái gì hả? Bắt cái bớ hay gì hả? Bắt cái nịt bắt cái nịt nha anh đạo diễn, không thứ đồ hết thời thiệt, lên ăn nói ngông cuồng để chi? Để cho khán giả theo dõi để chi? Để người ta quan tâm mình hả? Trời ơi, mình làm chân chính được mà anh, mình có nghề mà, mình có ăn có học có trường có lớp cha mẹ cho mình đi học mà, tại sao mình lấy cái nghề của mình ra để mình đi làm những cái chuyện tào lao đó, lên thề thốt làm chi vậy? Để cho bây giờ cái thằng Khang phải lên nhắc anh làm con này con kia kìa, anh sủa vài tiếng tôi nghe coi. Yêu cầu đạo diễn lên một clip sủa 5 phút nha. Yêu cầu anh đạo diễn lên một clip sủa 5 phút cho tôi ngay lập tức nha. Chúng tôi yêu cầu anh đạo diễn thực hiện lời hứa, lên clip sủa 5 phút cho tôi nha. Rồi tôi sẽ gọi là quên cái vụ này chứ không mấy là tôi nhớ à, tôi nhắc hoài à nha anh đạo diễn, không mấy tôi nhắc hoài luôn anh. Chạy không thoát tôi đâu sao thoát được của chính chị à, tôi còn ngồi trên đây là anh đạo diễn không giờ chạy thoát tôi được nha. Nói chung là trong thời gian này mình sẽ cố gắng tranh thủ chút xíu để quay trở lại câu chuyện để tiếp tục bảo vệ Hồng Loan cũng như là những cái người trong căn nhà số 5 mà bị cái bọn virus corona này nè tấn công hàng ngày nha. Không, mấy nay thì tôi lo tôi đi kiếm thầy tôi không à. Đó, bữa nay tôi quay trở lại đây tôi thấy tụi nó lộng hành quá. Nào là kết hợp với bà Sáu rồi nhận là mẹ nuôi con nuôi gì ôi búa xua tùm lum các kiểu. Không, ngày nay tôi quay trở lại tôi tiếp tục tôi vạch mặt cái lũ này ra cho mọi người thấy nha. Có nhiều cái vấn đề để nói lắm cô chú anh chị. Ngày hôm nay chắc khoảng 8 clip á. 8 clip á nha mọi người, nhớ là bấm theo dõi kênh rồi nha. Ngày hôm nay chắc phải 8 clip lận. Nhiều câu chuyện để nói lắm, từ anh đạo diễn rồi đến chị Hoa Hậu ha. Chị Hoa Hậu chị vô chị bình luận trên kênh của Pháp Luật rồi ha. Tôi thấy tôi để ý chị ha, chị đừng có chạy, để đó để tôi nói clip sau. Clip sau nha, lên phe lông phe lá rồi ha. Ừ, tôi ghim lâu lắm rồi nhưng mà tôi chưa nói đâu. Đó, tôi để đó, tôi để dành đó đó. Đó, tôi gom lại cái tôi nói một lần. Tiện thể lần tôi dành một ngày tôi cho cái bộ ngũ quỷ này, cái bộ A Tâm Sơn này ha, bộ ngũ quỷ này nè. Đó, cho nó một ngày luôn cho chị. Nhưng mà trong video này á, là tôi chỉ ghim đúng ông đạo diễn thôi. Video này là tôi muốn ông đạo diễn phải trả nợ đúng theo cái lời hứa của ổng. Làm mình lớn rồi ha, mình lên trên mạng thì mình cũng phải còn cái uy tín của mình. Đó, uy tín của mình để bên sau này mình ra đời, mình bước ra đời mình làm ăn. Đúng không anh đạo diễn? Tôi nói đúng không? Đó, sống mà trên mạng mà anh không có chữ tín nữa thì ra đường liệu là có ai tôn trọng anh nữa không? Đó, tự nhiên anh lên anh thề thốt người ta, anh khẳng định là người ta một tháng nữa sẽ bị bế, bị như thế này, bị như thế kia. Chí Cảnh mà không bị bế tôi sẽ không làm người. Đó, làm đi, anh làm cái gì? Làm cho tôi coi nào, nhanh lên, sủa lẹ đi anh ơi. Yêu cầu anh đạo diễn là lên sủa 5 phút cho tôi à. Nha, 5 phút nha, đúng 5 phút mới cho xuống à. Ngồi mà không sủa 5 phút là không được đó anh đạo diễn ơi. Không, đừng có xóa clip vậy trơn á, ngày hôm đó tôi làm tôi nói rồi, đừng có xóa vậy trơn á. Anh xóa cả anh, nhưng mà lương tâm anh nó cũng còn cắn gứt anh hiểu không? Lương tâm anh nó còn cắn gứt, cô chú anh chị đây, nếu mà ai đã xem cái clip ngày đó thì hiểu quá rõ mà. Hiểu quá rõ đúng không? Tôi đã nói một tháng rồi, tôi để cho anh một tháng để tôi chờ Chí Cảnh nó bị bế chơi. Còn Chí Cảnh bị bế chơi nhưng mà cuối cùng đâu thấy bị bế bọng gì đâu. Không, nhưng mà tôi thấy anh rất là lương lẹo nha. Đó, nhưng mà công nhận cái lũ khán giả của nó, cô chú chị, ngu lắm. Ngu thật sự là ngu, gọi là ngu thâm niên luôn, ngu triền miên, ngu gọi là hết cỡ luôn, ngu gọi là không còn từ nào mà để diễn tả. Đó, tại sao? Tại vì tụi nó lên lừa, không, từ thằng thám tử Cao lừa khán giả bán hàng trên đầu cha ông cố nội người ta anh chảnh á. Đó, ăn lời gọi là trên đầu trên sấy anh chảnh á. Đó, cũng cắm đầu vô mua, khi mà lộ ra rồi thì cũng có một mớ gọi là tỉnh ngộ lại. Tỉnh lại nha cô chú anh chị, phải tỉnh lại. Đó, còn một số thì vẫn ngu bình thường. Còn chuyển qua cái câu chuyện là lòi đoạn ghi âm ra với lại bà Sáu. Trời ơi, cũng lên, trời ơi, thám tử Cao như vậy chị cũng hộ luôn. Trời ơi, tụi bay giết, tụi bay ngu quá, tụi ăn bè ăn cắm sú hay gì, tụi bay ngu dữ gì vậy tụi bay. Hả? Ngu vừa phải thôi, ngu hết phần thiên hạ luôn à. Bị thằng nhỏ dẫn dắt đi tới đi vòng đi lui, cho gọi là uống ba cái nước gọi là nước cám hay sao, ngu dữ ta. Tôi không nghĩ là những cái kẻ đó ngu dữ, dữ thần, tôi không biết nữa. Ngu vừa thôi, ngu hết phần thiên hạ. Ngày hôm nay tới thằng đạo diễn hết thời. Đúng không? Hứa làm con này con kia có làm chưa? Làm đi, sủa 5 phút nha, yêu cầu đạo diễn lên sủa 5 phút. Sủa đúng đủ 5 phút rồi lên gấu, sủa 5 phút xuống. Ha, đâu có gì đâu.
tôi tha cho. Chứ mấy để tôi nhắc hoài à, cái thứ mà già đầu mà nói giữ lời tôi nhắc hoài à. Mấy thằng già đầu mà nói chuyện với tôi một lần thôi mà không có chữ tín là lần sau rồi đừng có môn mà nói chuyện với tôi. Không có đủ đẳng cấp, không đủ leo bờ vậy, đừng nói tôi lang thang bọng vậy đó. Không, cái chỗ tôi ở hiện tại nè ha, 8 cái nhà của ông chưa chắc gì, gì mua được cái chỗ tôi ở hiện tại đâu nha. Đó, cho ông biết vậy đó. Nói chơi vậy đó, đó, chơi vậy thôi đúng không, đạo diễn. Đó, chứ anh nói tôi đi lang thang này kia, tôi lang thang cũng kệ tôi. Nhưng mà lời tôi nói ra là tôi sẽ làm. Tôi nói ra, tôi hứa, hay tôi thề, tôi thốt gì đó là tôi sẽ làm, thực hiện cho bằng được. Chứ không phải như anh, bữa nay qua một ngày rồi thấy tôi im là tưởng đâu tôi bỏ qua hả? Éo có đâu nha, éo bỏ đâu, anh phải thực hiện đi. Éo bỏ anh đâu, yên tâm đi, anh đạo diễn, anh thực hiện lẹ đi. Nhanh còn kịp nha. Anh đạo diễn, mọi người đâu rồi, bấm like, chia sẻ lên, đăng ký kênh vô. Cho anh đạo diễn vô, cho anh gọi là anh thực hiện đúng cái lời hứa của anh đi, đúng cái lời hẹn ước gì của anh đi, hẹn ước chăng sao gì đó. Nha. Cái clip này tôi dành cho anh đạo diễn mà tôi phải nói anh đạo diễn không à, không nói ai chứ. Đó, mấy đứa kia để phần sau của chúng chị còn nhiều mà, nhiều phần mà. Đó, bây giờ tôi sẽ dành cái thời gian tôi còn lại sắp tới đây ha, còn lại trong cái video này cũng như là nhiều video khác nữa, tôi sẽ dành thời gian tôi chăm sóc cái lũ Tam Sơn, cái lũ mà gọi là phản bội, những kẻ mà phản bội nè, những kẻ mà vô ơn nè, những kẻ mà xạo ke này nè. Đó, tôi sẽ lên án cực mạnh, tôi nói nha cô chú anh chị, mọi người nhớ phải bấm theo dõi mới xem được. Đó, khi mà nào mà có video đăng lên đó, mọi người vào mọi người xem nó mới hay được nha. Đó, còn bây giờ anh đạo diễn, anh phải bằng mọi giá anh phải thực hiện cái lời hứa này. Chứ anh đừng có lên mà anh đưa cái mặt dày anh ra đó anh live stream, anh ngồi anh nói dốc nói xạo anh không biết nhục hả anh đạo diễn hả? Anh ngồi anh nói lóc nói xạo riết anh không biết nhục cái gì trời. Đó, trong khi cái lời hứa hẹn của mình trên mạng còn y thinh trên đó kìa. Không, tôi còn nhớ in ngày luôn, tôi nhớ là tôi coi cái clip anh là buổi tối, buổi sáng tôi lên clip nè, buổi sáng tôi lên clip luôn, đúng y cái buổi sáng luôn. Không, buổi sáng vào một ngày đẹp trời, buổi sáng ngày 4 tháng 5 nha. Bữa nay là ngày 6, ở ngày 5 tháng 6, đủ 1 tháng chưa, hay là 29 ngày đâu diễn, hay là 31 ngày rồi. Không, tôi cho anh qua ngày luôn, tôi rộng lượng tới cái mức độ đó luôn cô chú chị. Tôi phải nói là tôi quá rộng lượng luôn đúng không, rộng lượng tới mức độ mà cho qua tận 1 ngày luôn rồi. Sợ là mấy cái ngày hồi, trừ mấy cái ngày lễ ra đó, sợ cơ quan chức năng không làm việc rồi anh đạo diễn anh trừ hao lại, thôi thì tôi cho qua ngày luôn đó anh đạo diễn. Đó, anh phải lên anh thực hiện đi, còn không ấy thì anh phải kêu thám tử Cao lên đính chính đàng hoàng đi chứ, đưa thông tin bậy bạ ra cho anh để anh lên anh nói nhảm nói nhí rồi anh dẫn dắt khán giả vậy hả? Khán giả của tụi bay ơi, khán giả bộ ba Tam Sơn ơi, tụi bay đừng có ngu nữa, tỉnh đi, tụi nó dẫn dắt cỡ đó mà vẫn còn ngu, đúng là thứ gọi là ngu lâu dốt bền khó đào tạo là lũ này nè. Trong đâu hồi đó giờ tôi nghe câu này thôi nhưng mà tôi chưa có từng thấy nha, nhưng bây giờ tôi mới thấy rồi, ngu lâu dốt bền khó đào tạo à, lại lũ nó đó. Chính xác luôn, đào tạo hoài nói hoài mà không có nghe, nói hoài mà không hết ngu, ngộ vậy đó cô chú chị, ngộ vậy đúng không, ngộ ghê á, ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Đó không? Còn ông đạo diễn thì nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại luôn. Đó, thằng thám tử Cao lên nó nói xạo, nó nói dốc, nó láo ên, nó nói dốc láo được rồi, hùa theo. Bỏ cái tật hùa theo nha. Lần sau đừng có hùa theo nha, mình phải có chính kiến riêng của mình. Mình sống là mình phải có chính kiến riêng của mình, mình sống là mình phải tự lập, mình sống là mình phải gọi là tự quyết định được cái số phận của mình, chứ mình đừng có giao cái sinh mạng mình cho một ai đó rồi thí dụ không thành câu chuyện đó mình làm con gì? Rồi anh làm con gì cho tôi rồi? Đó, anh làm con gì anh làm đi. Đó, không ai để tôi nói hoài à. Tôi nhắc đến là con đời cháu anh luôn á. Đó, tôi không bu thôi chứ tôi bu là còn hơn đĩa nữa đó, gỡ không ra đâu. Nha, anh phải lên anh làm anh thực hiện đúng là hứa đi anh đạo diễn ơi. Đạo diễn ơi, chia sẻ mạnh tay lên cho anh đạo diễn nha, anh đạo diễn để anh đạo diễn anh thấy nha, chia sẻ mạnh vô mấy cái hội nhóm đi để cho anh đạo diễn anh thấy để anh thực hiện chứ đừng nói là để anh không coi clip tôi và anh nói là tôi không có lên clip và anh không có làm nha cô chú anh chị. Đó, đạo diễn này ấy lắm, nhiều đường lắm, nhiều đường binh lắm. Thôi nhưng mà nói gì nói gán thực hiện đúng là hứa nha đạo diễn. Không, còn cô chú anh chị thì cứ xem video, nhớ bấm like, chia sẻ để anh em có động lực ra tiếp video tiếp theo cho mọi người đâu xem ha. Đó, đôi lời gửi đến anh đạo diễn nha, thực hiện đi lẹ lẹ nha. Tôi đang chờ, đang hóng cái clip mà anh sủa 5 phút nha. Sủa 5 phút nha đạo diễn. 5 phút thôi được rồi, không cần 10 đâu, 5 à.
Tôi là nhẹ 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 nhàng với anh luôn đó nha. Rồi, đó là gửi đến anh đạo diễn và cô chú anh chị nha. Nhớ chia sẻ video nha cả nhà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha.